Ayo, hello, xin chào mọi người nhé, và chào mừng mọi người đã quay trở lại 745 Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại một cái gọi là video hướng dẫn build Moze. Đấy, một cái giáo án nữa anh em ạ. Thực ra giáo án này cũng chả có gì gọi là giáo án cả. Con nhân vật này là một con nhân vật có sức mạnh rất là tốt anh em ạ, sức mạnh rất là lớn. Và nó thực sự xứng đáng để mà chúng ta làm một video hướng dẫn build. Do đó, hôm nay chúng ta sẽ vẫn lại ngồi với nhau tại đây và cùng review lại bộ kit cũng như là một vài những cái đánh giá của tôi, so sánh về những cái nón ánh sáng, so sánh về những cái set đồ vị diện, hay là sức mạnh của Moze hiện giờ đang ở đâu trong cái meta hiện giờ. Ok chưa anh em? Và đặc biệt nhá, là tôi có bú được hai cái video gọi là Moze Zero Cycle các kiểu con nào điểu để mà show cho anh em tại cuối video. Nên là hãy cố gắng xem đến cuối cả nhà nhá. Và một lần nữa chào mừng anh em quay trở lại 715 Gaming. Tôi là Việt Hải và chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. À mà quên, nếu thấy những cái video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho tôi xin một like cũng như một đăng ký kênh anh em nhá. Không có nhiều thời gian để bắt đầu luôn anh em nhá. Đầu tiên đến với cả Moze à. Tôi xem nào. Moze có một cái gì mà để mà hot hit mà để mà nói đầu tiên nhỉ? Con này chả có gì hot hit cả cậu ạ. Nếu như mà nói về mức độ hot thì chắc là về bay tốc của nó anh em nhỉ. Con Moze thì bay tốc là 111 anh em ạ. Nó cũng thuộc loại cao khá khá trong game đấy. Nếu tôi không nhầm thì con Moze này 111 nó phải cao thứ tư anh em ạ. Thứ tư thứ năm gì đấy. Và đặc biệt anh em nhớ, con Moze này nó có một cái bay tốc 111 và bộ kỹ năng của nó lại giúp cho Moze không cần build tốc độ mà nó vẫn có thể giúp cho thằng cha này có một action value, điểm hành động ấy. Nó đâu đó nó ngang với cả những con có tốc là 140 mấy, hay là khi mà chuyển way nó có ngang tốc với cả 160 mấy anh em ạ. Nói chung là đây là một con nhân vật nó có mức tốc ổn để giúp cho anh em không cần build tốc mà nó vẫn vận hành được. Hết rồi không ạ, tôi nghĩ con này về bay start thì chả có gì đặc biệt cả. Con này có một cái mức năng lượng là 120 anh em nhớ. Ok chưa? Anh em nhớ tôi 120, tí chúng ta sẽ cùng tính toán xem là cái rotation để mà hồi năng lượng cho anh này là bao nhiêu anh em nhé. Rồi, đến với tích luôn đi công ạ nhỉ. Đánh thường à? Đéo có tác dụng, con này không phải đánh thường anh em nhé, không cần nâng. Còn công nào mà thừa tài nguyên thì cứ nâng như tôi cũng được anh em, đấy không vấn đề gì đâu công ạ. Đấy, nếu mà thừa tài nguyên nhá. Con này à, kỹ năng tôi nghĩ là chủ đạo của nó, tôi nghĩ là chiêu chiến kỹ anh em ạ. Nhưng mà chiêu chiến kỹ này lại là một chiêu tuy là chủ đạo, nhưng thông thường anh em kênh chat lại bảo tôi không cần nâng. Bởi vì rằng là cái thằng cha này thì cái khả năng tần suất của nó sử dụng chiến kỹ không nhiều lắm, nhưng mà nó vẫn có khả năng gây đam anh em nhé. Nên theo tôi nếu có điều kiện thì anh em nên nâng lên gọi là 9/10 hoặc là 11/12. Với bản chất là gì? Nó không tốn anh em đối chất vận mệnh. Và khi mà anh em nâng lên ấy, thì cái skill multiplier của chiêu chiến kỹ này là có anh em ạ. Nó tăng dần lên anh em ạ, nó vẫn có đam đấy, một chút đam đấy, vẫn ổn. Rồi đến với cái chiêu chiến kỹ này thì nó có gì? Anh em sẽ target cái chiêu chiến kỹ này vào một kẻ địch, được chưa? Và anh em sẽ đưa cái kẻ địch đấy vào trạng thái con mồi, thợ săn vào con mồi. Thì cái chiêu chiến kỹ này nó sẽ gây một cái lượng sát thương lên kẻ địch. Nói chung là cái bội số của nó hiện giờ tại level 7 là 121. Nếu tôi không nhầm tại level cuối nó khoảng 150 anh em ạ. 150 thì nó không phải cao lắm, nhưng bản chất là nó có đam. Tuy là cái số lượng hành động nó không nhiều, nên là như tôi đã nói với anh em là nếu có điều kiện nên nâng lên level 9 nha anh em nhé. Thêm một chút đam còn hơn là không. Bởi vì nâng lên level 10 anh em sẽ mất dấu chân vận mệnh. Nên theo tôi level 9/10 là cực kỳ đẹp. Và thậm chí anh em nào mà có tinh hồn 5, tinh hồn 6 thì anh em có thể nâng lên 11/12. Tôi nghĩ rất là ổn áp. Đặc biệt anh em ạ, là khi mà công có con mồi trên sân, tức là ông anh em apply một cái gọi là hiệu ứng xấu tên là con mồi lên kẻ địch, thì Moze sẽ có tổng cộng là 9 điểm nạp năng lượng. Cái 9 điểm năng lượng này nó chính là cái thứ mà kích hoạt thiên phú của Moze, và nó là cái lượng đam gọi là phần lớn của Moze anh em ạ. Nói qua như vậy thôi. Và đặc biệt có một điều khá là buồn cười ấy, đó là khi mà anh em sử dụng chiến kỹ rồi thì công không thể giải trừ cái trạng thái chiến kỹ này cho đến khi, một là con mồi biến mất, hai là anh em đã tiêu hao hết tổng cộng là 9 điểm năng lượng. Nên là bản chất là anh mua dây này khi mà dùng chiến kỹ xong là anh ấy sủi vãi cả cứt công ạ. Anh ấy biến mất hoàn toàn trên thanh hành động luôn. Thậm chí là đồng đội của anh em không thể target lên anh mua dây được, kẻ địch cũng không thể đấm vào mồm anh mua dây được. Nên là do đó cái việc sủi của anh mua dây này nó vừa là điểm lợi và nó cũng vừa là một cái điểm khá là bất lợi. Nó sẽ làm cho Moze chơi trong những cái team gọi là ba nô lệ cực kỳ là khó. Nên là thường ấy nhá, anh em sẽ thấy Moze chỉ chơi trong những cái team mà có bảo kê thôi. Tại sao lại chơi trong team ba nô lệ khó? Bởi vì anh em phải hiểu một điều rằng ấy, khi mà công năng có 4 nhân vật, cái điểm ago của từng nhân vật, đúng không? Và chưa kể là công có thêm máu của Moze nó để tanh, thì anh em sẽ rất là dễ thở. Nhưng mà nếu mà công chơi ba nô lệ thì công sủi mất Moze, công chỉ còn 3 con nhân vật trên sân. Và ông phải hiểu rồi đấy, rõ ràng là tại 4 con tanh bao giờ nó cũng sẽ ngon hơn 3 con tanh. Và cái việc mà anh em mất một nhân vật ấy thì cái điểm ago trong team của anh em nói chung ấy là nếu mà đi sâu vào ấy thì một vài con nhân vật nó sẽ hưởng lợi. Tôi có thể ví dụ cho anh em những con hủy diệt chẳng hạn, hay là những con có khả năng tự búp ago bản thân mình. Tại sao tại như vậy? Trước ấy anh em để ý rằng ấy, cái điểm ago ấy nó sẽ là tất cả con cộng lại vào với nhau. Và nó chia ra.
Được chưa? Bây giờ công chỉ còn 3 con thôi, thay vì chia 4 thành chia 3. Đấy, đơn giản vậy thôi. Thế là mấy con hủy diệt hay mấy con tứ búp Ago nó rất là có lợi. Và có một cái kiểu buồn cười nữa cơ các bạn. Cái điều buồn cười nữa là anh Moze này anh ấy sủi, nhưng mà anh ấy vẫn có khả năng gây sát thương thông qua đòn thiên phú. Thì như tôi nói với anh em đúng không? 9 cái điểm nạp năng lượng đấy thì cứ mỗi lần mà tiêu hao 3 điểm nạp năng lượng thì Moze sẽ thi triển một đòn theo sau. Và làm cách nào để mà tiêu hao 3 điểm nạp năng lượng thì anh em chỉ cần là mỗi lần đồng minh đánh vào kẻ địch con mồi là Moze sẽ trừ đi 1 điểm nạp năng lượng. Cứ mỗi 3 lần nạp năng lượng là Moze sẽ gọi là vào bú một cái, vào cắn một cái, hiểu không? Cắn một cái xong lại sủi công à. Nó rất là súc vật. Và hiện giờ ấy, con Moze này cái lượng sát thương nó gây là khá tốt anh em ạ. Nếu anh em để ý nhá, cái skill multiplier tại level 11 và thậm chí tại level 12 anh em ạ, nó là 176%. Nhưng mà đấy chưa phải là 176% đâu. Em sẽ nhận ra rằng con Moze này nó sẽ có hỗ trợ thêm sát thương, sát thương lôi kèm theo vào đồng minh. Khi mà đồng minh tấn công vào con mồi, nó giống hệt cái trường hợp của Tinh Jun, nó chưa giống hệt cái trường hợp của Robin anh em ạ. Tính ra tổng ra nhá, thì cái skill multiplier của con đòn theo sau này nó là 176 cộng 33 anh em ạ. Nó là hơn 200% đấy. Và 200% là một con số khá là to. Nên là do đó khi mà Moze mà anh em chơi trong những cái team theo sau mà công đi cùng Robin chẳng hạn, cái khả năng theo sau của con Moze này nó có thể 60, 70, 80k, và thậm chí là 130k nếu như mà công đi cùng với cả Topaz, công chơi theo cái kiểu gọi là carry chính và công cầm cho nó cái nón gọi là chấn của Dr. Ratio. Một lát nữa tôi show cho anh em xem. Nó thực sự là tốt đấy công ạ, nó thực sự là mạnh đấy. À mà tôi quên mất đấy công ạ. Cái 33% này là một đòn tấn công nhá anh em nhá, một đòn tấn công vào kẻ địch nhá. Vừa nãy tôi tính anh em là 33 cộng 176 này là tính cho một đòn theo sau thôi anh em ạ. Thực tế để có một đòn theo sau nó phải mất tổng cộng là 3 đòn tấn công. Thế thì như vậy là 33% này phải nhân 3 của anh em ạ. Nó là 99% đấy. 99% cộng với cả 176, 275% là một con số cực kỳ ấn tượng nhá. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, và như tôi nói với anh em đúng không, là khi mà cái điểm nạp năng lượng này về không ấy thì anh em sẽ giải trừ trạng thái con mồi của mục tiêu. Và do đó là anh em sẽ phải reapply lại chiêu chiến kỹ. Anh em thấy một cái điều khá buồn cười ấy, là khi đọc đến đây anh em để ý đúng không? Em đọc đến đây em sẽ khá buồn cười, đó là gì? Đó là con Moze này dùng chiến kỹ, anh em sẽ trừ một chiến kỹ là cái đầu tiên. Con Moze này thực hiện đòn theo sau và đòn đánh kèm theo nó không hề hồi chiến kỹ anh em ạ. Nên là hiện giờ con Moze này đang là một con, nếu như mà không có gọi là vết tích đột phá thì con Moze này nó sẽ âm chiến kỹ. Anh em sẽ có cái vết tích này, anh em sẽ có khả năng hồi lại một điểm chiến kỹ. Thế như vậy là công mất một điểm chiến kỹ từ châu E, và công sẽ được hồi lại một chiến kỹ từ cái đột phá A2 này. Thì coi như là Moze nó sẽ hòa chiến kỹ anh em ạ, nó không dương mà cũng không âm. Anh em thấy rằng nó ghi ở đây là gì? Mỗi khi thi triển đòn theo sau từ thiên phú anh em hồi một điểm chiến kỹ. Và nhiều ông sẽ thắc mắc là con Moze của tôi thấy là nó theo sau nhiều lắm. Nhưng mà anh em phải hiểu rằng nó còn rào thêm một cái điều kiện đằng sau cơ, là hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt một lần nữa sau một hiệp. Mà con Moze một khi đã sủi công ạ thì đéo có hiệp nào ở đây cả, nó biến mất hoàn toàn luôn công ạ. Mà khi nó sủi là nó đã thi triển 3 lần theo sau rồi. Anh em ok chưa? Nên là anh em chỉ được hồi một chiến kỹ thôi. Và do đó là con này là cộng không chiến kỹ anh em nhé. Nên là thành ra khi mà anh em chơi Moze là nói chung con này là một con khó chơi, hơn Mach 7, hơn Topaz khá là nhiều. Nhưng mà lượng đam của nó rất là ổn anh em nhé. Nên là khi mà anh em chơi ấy, là anh em sẽ phải tính toán cho Moze khá là nhiều. Đặc biệt là trong chơi những cái team Bano. Team Bano xác định là cũng thiếu chiến kỹ nhiều đấy không ạ. Đây cũng là một cái lý do nữa mà anh em chơi team Bano nó khó nữa cơ. Ngoài cái việc anh bị đấm nhiều, đến cái việc thứ hai là công bị thiếu chiến kỹ. Bởi vì rằng là nếu công chơi vào team Bano nhá, công có Robin sủi không tạo chiến kỹ, công có Moze cũng sủi không tạo chiến kỹ, một con face out tạo chiến kỹ liên con mẹ tục. Thế thì con còn lại cuối cùng là cái con cộng phải cộng chiến kỹ không ạ. Con cuối cùng mà lại còn trừ chiến kỹ nữa thì như kiểu Bronya thì thôi rồi lượm ơi. Có một cái điều lưu ý anh em ạ, là tất cả các đòn tấn công của đồng minh Feta vào kẻ địch con mồi đấy đều gọi là trừ một điểm nạp năng lượng. Nhưng mà cái đòn theo sau của Moze thì không anh em nhé. Bởi vì đòn theo sau của Moze mà có thì nó imba quá anh em ạ. Nên là người ta phải rào ở đây để cho công đỡ bị imba quá. Con này mà bỏ qua cái dòng này tôi đảm bảo với công con này phải lên 6 sao anh em ạ. Rồi đến với cả tuyệt kỹ anh em nhé. Hiện giờ tôi đang mới nâng level 10 anh em ạ. Nó còn 11 và 12 nữa cơ. Nhưng mà với cái skill multiplier này tôi đoán là level 12 nó sẽ là gây khoảng 290% lượng tấn công lên một kẻ địch. Và đồng thời nó sẽ kích hoạt một đòn theo sau anh em ạ. Cái đòn theo sau này như tôi nói bên trên rồi đúng không? Vừa rồi tính là 176 đúng không? Thì thành ra là cái chiêu này của Moze tuyệt kỹ, nó vừa có đam tuyệt kỹ, nó vừa có đam theo sau. Cái tổng cái lượng sát thương nó cũng khá khá đấy không ạ. Và đặc biệt anh em nhé, là tuy cái đòn theo sau nó không kích hoạt cái nạp năng lượng, nhưng mà cái đòn tuyệt kỹ này thì lại có. Nên lắm lúc ấy khi mà anh em combo ấy, không sẽ thấy quái lạ nhỉ, tại sao mình vừa ulti một cái mình có theo sau một cái, sao mình lại có theo sau phát thứ hai đấy. Thì bởi vì vô tình là cái chiêu tuyệt kỹ này nó lại vừa đủ 3 điểm nạp năng lượng để anh em kích hoạt đòn theo sau, nên là không sẽ có 2 lần theo sau. Đòn theo sau nó không kích hoạt đâu anh em nhé.
Rồi ok này. Nói chung là về tổng kết lại cái bộ kỹ năng thì anh em sẽ cần nâng thiên phú mắc là chính, rồi đến tuyệt kỹ, chiêu chiến kỹ này cũng nên nâng anh em ạ, nhưng mà không phải ưu tiên. Còn đòn đánh thường này thì chắc là mấy ông gọi là phông bạc, mấy ông gọi là sim, mấy ông gọi là thừa tài nguyên, bị khủng khủng như tôi thì may ra mới nâng thôi. À không, tôi không khủng lắm anh em ạ, tôi đứng level 3 thôi. Không, tôi dừng rồi. Đến đây là vết tích đột phá nhá anh em, nhận đột phá cái tôi nói rồi đúng không? A2 nói rồi này. Đột phá A4 này là một thứ khá là hay, mà nó sẽ giúp cho việc là Moze sẽ không cần phải build tốc anh em ạ. Bởi vì là khi mà Moze giải trừ cái hiệu ứng sủi thì sẽ được ưu tiên 20%. Anh em để ý một điều ấy là con Moze này nếu như mà anh em build 110 một tốc, tức là không build một dòng tốc nào cả, thì cái ưu tiên hành động 20% này, nếu tôi nhớ không nhầm, nó sẽ khoảng 140 tốc đấy. Con này tuy là không có tốc nhưng mà khi mà hết sủi phát là tốc của nó là 140 mấy. Tức anh em lấy 1.11 nhân với cả 1.25 là công sẽ ra được tốc. Và đặc biệt cái thứ hai anh em ạ, nó có một cái dòng thứ hai, cái dòng rất là mất dạy. Đó là khi bắt đầu mỗi đợt quái, Moze sẽ ưu tiên 30%. Bắt đầu mỗi đợt quái anh em nhá. Cái này là một thứ khá là mạnh. Thông thường anh em để ý rằng là mấy con support hiện giờ ấy, nó có mấy cái dòng ưu tiên hành động ấy, thì thường là nó ưu tiên hành động ở ngay ban đầu, nó chỉ có tác dụng một lần. Nhưng mà anh chàng này của chúng ta thì lại có khả năng ưu tiên hành động ở mỗi đợt quái anh em ạ. Và cái việc mà mỗi khi chuyển quái anh em nhá, nó ưu tiên 30%, nó sẽ tương đương với cái việc là nó sẽ giúp cho tốc độ của anh em nhân với khoảng 1.4, hình như là 1.42 thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Thế thì như vậy là nếu như mà anh em build 111 tốc mà công nhân với cả 1.42 thì khả năng Moze của anh em sẽ gần chạm được 160 tốc. Và với cái việc 160 tốc này là tốc nó rất cao đấy công ạ, và nó sẽ gần như là giúp cho Moze có thể đi ở vị trí đầu hoặc là thứ hai anh em nhé. Thường là nó sẽ đi trước D-Bet, bởi vì ít khi một D-Bet anh em build tốc cao như thế lắm. Nên là do đó là con Moze này sẽ giúp cho cái việc là đi gần sớm này, để mà nó apply được cái chiêu gọi là chiến kỹ tạo con mồi này, để sau đó là team anh em Alonso đấm vào để mà kích hoạt 3 lần gọi là nạp năng lượng, để mà công kích hoạt gọi là cắn trộm theo sau. Và cái vết tích đột phá cuối cùng là khi mà thi triển tuyệt kỹ gây sát thương, cũng xem là phát động đòn theo sau. À, sát thương đòn theo sau của con mồi phải chịu tăng 25%. Cái này cũng là một cái thứ khá là hay, đó là nó sẽ giúp cho con Moze này nó sẽ có khả năng là gây đam tuyệt kỹ này, nó cũng là đam theo sau luôn anh em ạ. Nên là kiểu anh em có những cái búp nào mà tăng đam theo sau là tuyệt kỹ nó bú hết, nên đam nó khá là to. Và chưa kể là anh em sẽ có một cái debuff nó bằng một nửa con Topaz. Con Topaz nó sẽ là trọng thương 50% đúng không, cho đòn theo sau thì con này nó sẽ là 25% anh em ạ. Nên là có thể coi như con này nó có một cái giá trị sức mạnh, nó cũng phải nói thật với công là nó cũng gần bằng Topaz đấy công ạ. Fun fact cho mọi người là con Moze này ở tốc 120 speed thì với ưu tiên 30% sẽ tương đương với cả một con 171 speed à. Anh em chỉ cần lấy cái tốc của anh em nhân với cả 1.42 là ra anh em ạ. Nhìn tốc độ khá cao đấy không ạ. Nghe thường anh em chẳng cần phải ưu tốc đâu anh em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả bảng chỉ số kèm theo anh em nhé. Hiện giờ con Moze này nó sẽ có tổng cộng khoảng cỡ 37 crit dam này, 18 tỷ lệ, à quên nhầm, 18 tấn công và 10% HP anh em ạ, đúng không? Ừ đúng, 10% HP. Nói chung là cái bảng vết tích kèm thêm này cũng khá là ngon, vừa có tấn công vừa có sát thương bạo kích. Nhưng mà tuy nhiên cái con này, nói thật với cả anh em, con Moze này nếu mà anh em có tinh hồn, anh em đi cùng với cả Robin thì con này cái ngưỡng sát thương một kích của nó khá là cao đấy anh em ạ. Cái ngưỡng sát thương một kích của nó khá là cao công nhá. Nên là do đó ấy, thường là anh em sẽ build tỷ lệ bạo cao lên một chút và sát thương một kích vừa thôi. Như vậy là chúng ta đã lướt qua xong bộ kỹ năng, thì tôi sẽ nói một vài cái thứ gọi là lưu ý cho anh em một chút về bộ kỹ năng của con này. Nói chung là con Moze này phải công nhận với anh em là một con hơi khó chơi một chút. Nhưng mà nếu như mà anh em tận dụng được nó mà anh em là thông thạo nó ấy, thì con này nó khá là mạnh. Bởi vì sao? Tại sao con này khó chơi? Con này khó chơi bởi vì rằng con này nó không dương chiến kỹ là cái đầu tiên. Cái thứ hai là con này nó sủi và nó apply debuff bên kẻ địch chỉ một con. Mà cái apply debuff đấy nó lại không tối ưu bằng Topaz. Tức là khi Topaz mà anh em apply cái debuff gọi là con heo lên trên người kẻ địch ấy, thì khi kẻ địch mà chết nó sẽ nhảy cho con khác. Nhưng mà cái anh chàng này của chúng ta thì không như thế. Anh chàng này của chúng ta nếu apply con mồi lên một kẻ địch, con mồi đấy chết, mặc dù đã có ưu tiên hành động rồi, anh em phải chờ đến lượt của Moze để mà Moze reapply lại và công lại tốn chiến kỹ tiếp. Đấy. Nên là do đó là anh Moze này khó chơi hơn Topaz anh em ạ. Đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, một cái thứ mà làm đến cái việc con Moze này rất là khó chịu, đó là bởi vì nó sủi, mà thậm chí nó còn sủi trên cả cái điều khiển nhân vật ấy, nên thành ra con Moze này không nhận được búp. Nó không nhận được búp ví dụ như là búp của Bronja này, hay là bất kể một cái búp nào mà anh em target lên đồng minh, thì con này đéo được nhận không ạ. Ví dụ như là ulti Bronja đéo được nhận, ulti Sparkle đéo được nhận, hay chưa. Nó chỉ được nhận mấy cái búp ví dụ như là búp của Runmei này, từ chiêu chiến kỹ đến tuyệt kỹ này, hay là búp của Robin thôi đấy. Ừ đấy, thì nó chỉ thế thôi không ạ. Nên thành ra là kiểu nếu mà anh em không để ý thì mọi người có thể sẽ bị mít búp dành cho nhân vật Moze. Nhưng mà nói qua anh em nhất là con này cái chiêu E này,
cái con mồi của nó tính một hiệu ứng xấu anh em nhé. Con mồi của nó tính là một hiệu ứng xấu. Và cái đòn trọng thương này này nó cũng tính là một hiệu ứng xấu anh em ạ. Nên là thành ra ở thời điểm này là Moze nó có khả năng apply hai hiệu ứng xấu. Nên là anh em sẽ thấy rằng là con Moze này nó có thể đi với cả facial cầm chấn Dr. Ratio được. Đặc biệt ông nào mà sau này mà có thể đầu tư thêm cái gọi là chấn Topaz cho Moze là cậu sẽ có ba hiệu ứng xấu đấy anh em ạ. Khá là quỷ. Nhưng mà cái điểm yếu gọi là vốn dĩ của nó là bởi vì nó apply hiệu ứng xấu chậm. Nên là do đó là con này mà mang đi đánh quái đông là nó hơi nhót. Nên anh em sẽ thấy là con này nó sẽ không chơi được trong mod gọi là kể chuyện hư cấu. Thậm chí là anh em chơi trong ảo ảnh tận thế nó cũng hơi nhót một tí anh em ạ. Con này nó sẽ rất phù hợp khi mà anh em chơi MOC, đặc biệt là công đi đánh bot. Ví dụ sau này mà anh em đánh những cái con bot ví dụ như là Aventurin này, hay là Kapka này, hay là một con tiên anh bên cạnh. Và thậm chí là sau này là bot Huley tại 2.5 ấy, thì con này cực kỳ mạnh luôn. Lát nữa tôi sẽ show cho anh em một cái video Moze Zero Cycle Aventurin ở bên dưới nhá. Được cúc bởi một anh em gọi là private lò của chúng ta trong Discord. Rồi tiếp đến đi, chúng ta sẽ review cái phần tinh hồn của Moze anh em ạ. Cái tầng tinh hồn 1 này mà là cái tầng tinh hồn mà tôi nghĩ bắt buộc anh em phải có khi mà anh em chơi Moze. Bởi vì do là con Moze này nó khi vào chiến đấu sẽ được hồi 20 điểm năng lượng. Và mỗi khi mà anh em kích hoạt được cái thiên phú gọi là sát thương kèm theo là anh em sẽ được hồi 2 năng lượng. Cái sát thương thiên phú kèm theo này nghĩa là gì? Tức là cứ mỗi khi đồng minh đánh vào kẻ địch là Moze sẽ hồi 2 năng lượng anh em nhé. Đấy nói cho anh em hiểu. Như vậy là trong tổng cộng 9 đòn nạp năng lượng thì con Moze của anh em sẽ hồi thêm 18 điểm. 18 điểm cộng với cả chiêu chiến kỹ 30, tức là một lần chiến kỹ Moze sẽ hồi được 48 anh em ạ. Nói chung là cái tinh hồn 1 này giúp cho Moze năng lượng rất là tốt. Mà chưa kể là khi vào chiến đấu Moze sẽ có thêm 20 điểm nữa. Vừa tôi nói với anh em con Moze này bay là 120 đúng không? Anh em vào chiến đấu anh em sẽ có 60, tức là một nửa. 60 thì công cộng với cả 20 là 80. 80 công E một phát là công sẽ có 110. 110 công kích hoạt được một đòn theo sau, tức là mất khoảng 3 lần đánh vào kẻ địch thì công sẽ có đủ 120. Như vậy là công sẽ có tuyệt kỹ luôn. Thì cái combo này anh em có E1 là cái rất cần thiết để công chơi. Tinh hồn 2 thì có cũng được, có thì team mạnh, còn không có thì thực ra là nó chỉ đơn giản là yếu đi thôi anh em ạ. Bởi vì là khi mà anh em apply được hiệu ứng con mồi lên kẻ địch thì tất cả đồng minh đánh vào con mồi đấy sẽ được tăng 40% sát thương bạo kích. Chính cái tầng tinh hồn này nó làm cho cái việc là kể cả là Moze đi, anh em cũng phải build nhiều tỷ lệ bạo và bớt sát thương bạo kích đi. Do là con Moze này khi mà đi với team theo sau ấy, nó có 40 ở tầng tinh hồn 2 này, cộng với cả Robin khoảng 55 nữa đúng không? Hay là 45 mấy công nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm. Tôi không nhớ Robin là bao nhiêu sát thương kích em ạ. Nên là do đó khi mà công đi cùng với cả hai con này nhá, là team của anh em đã cộng phải 80 và thậm chí là 85. Đúng rồi, 45 anh em ạ. 45 cộng 40 là 85. 85 sát thương bạo kích. Nên là do đó anh em hãy build nhiều tỷ lệ bạo kích nhất có thể, kể cả con DPS chính luôn. Rồi tầng 3 với cả tầng 5 không còn quan trọng anh em nhé. Tầng 4 này thông thường ấy, anh em không có thì cũng không sao. Đặc biệt là với những anh em chơi Moze ở vị trí support, cái tầng tinh hồn 4 và tinh hồn 6 nó sẽ tăng đam cho Moze thôi. Tầng tinh hồn 4 này nó sẽ tăng thêm cho Moze 30% đam bonus khi mà anh em thi triển tuyệt kỹ, thêm sát thương. Và cuối cùng tinh hồn 6 này nó sẽ giúp cho cái bội số của thiên phú tăng 25%. Thì vừa nãy là bội số của nó là 176 đúng không? Bây giờ nếu như mà anh em có tổng tinh hồn 6 này nó sẽ là khoảng 200 chia cho 176. Tức là anh em sẽ tăng khoảng 14% đam đầu ra anh em ạ. Bản chất là công có tinh hồn 4 và tinh hồn 6 thì đam của Moze tăng lên rất là nhiều đấy. Nên là nói chung là ở thời điểm này tôi biết rằng là có tinh hồn 6 thì là khó. Và thậm chí rất nhiều anh em trả giá rồi. Thậm chí có những anh em 300 nháy còn không có Moze E6 cơ, tôi không hiểu kiểu gì. Nên là thôi cứ chờ sau từ từ đấy anh em ạ. Cứ tinh hồn, tôi nghĩ tinh hồn 1 là chơi đẹp từ này, thậm chí có tinh hồn 2 support cho cả team là rất tốt. Như vậy là tôi nghĩ là tinh hồn 2 là ok rồi em nhé, không cần phải tinh hồn cao hơn nữa đâu. Nên là đừng cố quá. Sau này mình lấy tinh hồn 6 cũng được. Ok chưa? Còn với những anh em nào mà đang sim Moze, muốn Moze chơi DPS thì chắc chắn rồi, nó phải là tinh hồn 6. Và một lát nữa tôi showcase cho anh em xem cái video gọi là Zero Cycle ấy thì nó cũng là Moze tinh hồn 6 anh em ạ, thì đan mới to như thế nhá. Rồi anh em nhé, chúng ta xong phần tinh hồn đi. Chúng ta sẽ đến với cả main stat, sub stat và chỉ số nhắm đến nhé. Bởi vì tôi đã nói với anh em rồi, con Moze nó có rất nhiều sát thương bạo kích, đặc biệt đi với cái team theo sau. Nên là cái việc mà anh em build một cái áo tỷ lệ bạo kích tôi nghĩ là bắt buộc. Con Moze này có vết tích ưu tiên hành động sau khi sủi và mỗi quay quái, nên là anh em không cần build tốc anh em ạ. Thực ra là một vài anh em trong private lore có nói với tôi rằng là nó có những cái giáo án build tốc anh em ạ. Thì nhưng mà nó hơi khó dùng và nó tùy từng hoàn cảnh. Bởi vì do ấy là cái câu chuyện là nó liên quan việc speed tuning rất là nhiều. Bởi vì anh em không biết lúc nào Moze sẽ sủi sẽ gọi là hết sủi, và sủi lúc nào phải tính toán. Nên là do đó là cái việc build tốc nó hơi khó tính toán. Và đặc biệt là tôi thấy rằng ở thời điểm này anh em build dày tấn công, anh em có đam to mà công không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Nên do đó cái việc build dày tấn công tôi nghĩ đang là hợp lý đấy mọi người ạ. Không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đâu anh em nhé. Về cầu thì thực ra là thông thường anh em đi Moze là công đã đi với cả Robin rồi.
Nên là do đó là cái việc cầu lôi bao giờ là nó cũng có chênh lệch tốt hơn so với cầu tấn công. Và dây đương nhiên dây tấn công anh em nhé, không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Cái chỉ số nhắm đến thường thì tôi nghĩ rằng là anh em sẽ build khoảng cỡ từ 90 tỷ lệ bạo kích trở lên nhé. Và sát thương bạo kích tôi nghĩ là tầm khoảng 130 là ok rồi anh em ạ. Chẳng qua hiện giờ tôi đang cầm chấn Dr. Ratio đổ thuộc về Acheron. Và là tôi thịt của... tôi thịt mang về không mà tôi cũng chả có đồ đâu. Nên là do đó chỉ số đang hơi ngon một tí anh em nhé. Nên thành ra là đấy anh em cứ build khoảng 90-130 là ok rồi. Còn về mặt tấn công thì chắc là khoảng trên 2K8 là đẹp rồi anh em ạ. Nên là không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đâu. 3K này cũng là đồ ngon đấy không ạ. Và thực ra tôi đang cầm bộ Win 9 này tấn công mới được 3K. Còn nếu anh em không cầm Win 9 thì tôi đoán khả năng anh em chỉ khoảng 2K8 mà đẹp rồi anh em nhé. Còn về bộ di vật, hiện giờ test đồ thì chúng ta đang có, nếu như mà chúng ta tính cái việc là không có set anh em nhé, là 100%, thì hiện giờ set tiên phong nước trong này đang là set mạnh nhất anh em ạ. Cái set này nó rất hợp với cả Moze luôn, bởi vì rằng là Moze là một nhân vật có khả năng apply hiệu ứng xấu. Và do đó là, và cái lượt của Moze ấy, nó kéo rất là dài. Nên là cái việc mà Moze cầm set này vào, anh em sẽ có 12 hiệu ứng, 12 đam bonus này. Anh em sẽ có 8 tỷ lệ bạo kích này. Công sẽ có 24 sát thương bạo kích này. Đấy, rất là ngon. Và chưa kể là, bởi vì nó có 2 ứng xấu rồi, gần như là set này apply full time. Và khi mà công cầm set này hiện giờ nó đang chênh lệch với cả không có gì, không có set ấy, là tận 19% các anh em ạ. Nó đang vô địch thiên hạ đấy. Thật sự set này đang vô địch thiên hạ đấy nhá. Nên anh em nào mà thừa ra, hoặc là như tôi chẳng hạn, công thịt đồ của Acheron ấy, thì cứ thịt về anh em ạ, đúng không? Top 1 đi pet hệ lôi thì thôi, mình chơi sau cũng được. Mình chơi top 1 đi pet hệ lôi nam mới không công? Không còn là ngài nữa à? Mà bây giờ chuyển sang anh Moze rồi à? Ê, nói câu này có quá đáng lắm không nhỉ? Khi mà hiện giờ Moze có thể đi Zero Cycle Bot Aven, tôi thấy là khá là mạnh. Trong khi ngài Dinh thì không làm được không ạ? Ngài Dinh không làm được công ơi. Đúng không? Được, đầu tư được anh em ạ. Cái set ngay tiếp theo sau của nó anh em ạ, là set theo sau này là 116%. Và set dũng khí ngút trời là 110% anh em nhá. Và cuối cùng là set mix. Set mix giữa có thể là kiểu anh em mix tùm lum tà la lên, mix tiên phong với cả dũng khí này, vừa có tấn công, vừa có đam bonus này. Thì cái set này nó chỉ được 408 thôi. Mà thông thường thì cái việc mà chênh nhau khoảng 10% sát thương đầu ra, thì tôi nghĩ chắc là anh em sẽ bù đắp đâu đó khoảng cỡ 20-30% crit dam. Tôi nghĩ là ổn anh em ạ. Thông thường set mix là anh em sẽ phải build chỉ số cao hơn một chút đúng không? Đấy thì theo tôi thì set nào anh em cầm cũng được, miễn là chỉ số cao tốt anh em nhé. Và đặc biệt nhé, lưu ý giúp tôi là tỷ lệ bạo càng cao càng tốt anh em nhé. Nó là cái thứ key để mà anh em chơi con Moze đấy. Chứ con Moze nó sát thương kích cao quá rồi. Anh em build tỷ lệ bạo thấp, con này hành động nhiều. Mà hành động nhiều mà mít nhiều thì nhìn cũng hơi gọi là cay không ạ. Và tiếp theo sẽ là gì? Là bộ vị diện anh em nhé. Bộ vị diện ở thời điểm này, nói qua cho anh em một chút, mạnh nhất sẽ là bộ Durin anh em nhé. Bộ Durin hiện giờ so với cả không hiệu ứng anh em ạ, nó đang là 114%. Bộ Win 9 này nó sẽ là 109%. À 109 nhỉ? À 107% anh em ạ. Bộ Win 9 này sẽ là 107%, là đứng thứ 2. Đứng thứ 3 thì đương nhiên rồi, vẫn là một cái lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người có. Đó chính là bộ Sasuto anh em ạ, 106% anh em nhé. Nên theo tôi anh em có một bộ nào có chỉ số ngon em cứ dùng, nhưng mà ngon nhất vẫn là bộ Durin anh em nhé. Thế thì tổng kết lại là gì? Nếu mà có điều kiện thì mạnh nhất sẽ là tiên phong lúc trong cộng với cả Durin. Nếu mà có một bộ chỉ số ngon, ví dụ anh thịt đồ của Acheron chẳng hạn, thì anh em cầm nguyên bộ của Acheron này vào là perfect. Tiếp đến chúng ta sẽ về cần nón ánh sáng nhá. Nếu mà quy chuẩn, anh em mà cầm những cái phương án thất phu đi, tôi có thể ví dụ anh em là cầm xuồng đi, một cái nón ánh sáng mà quốc dân dành cho những ông chồng tồi, thì hiện giờ quy ước nó này là 100% anh em ạ. Thì mạnh nhất nó chính là chấn của Dr. Ratio anh em nhé. Hiện giờ chấn Dr. Ratio đang out trình so với cả chiếc thuyền ngoài xa là 113% anh em ạ. Mạnh như thế nào thì lát nữa anh em hãy xem cái video mà Moze đi Zero Cycle nó cầm chấn của Dr. Ratio. Ui, phát theo sau đéo nào cũng 130k không ạ. Nó chả khác gì Dr. Ratio ném theo sau cả. Mà cái tần suất hành động, tần suất ném theo sau của nó lại còn nhiều. Thật sự đấy, cái món vũ khí này quá khỏe. Cái lựa chọn là tiếp theo anh em ạ, là một lựa chọn mà tôi đéo có. Tôi sâu cho anh em ở trong cái phần gọi là kho lưu trữ. Thông cảm tí nhá, nhà nghèo công ơi. Cái lựa chọn thứ hai rất là tốt, nếu mà anh em mang vào để mà anh em có thể đi support và thậm chí gây đam, đó chính là nón ánh sáng chấn của Topaz anh em ạ. Nón ánh sáng chấn của Topaz này hiện giờ đang là khoảng 108%, đứng thứ 2 anh em nhé. Cái nón này vừa support tốt, vừa có thêm hiệu ứng xấu, được chưa? Và nó cũng tăng tỷ lệ kích anh em ạ. Anh em build tỷ lệ kích dễ hơn. Cái vũ khí thứ ba, thực ra là mấy cái vũ khí sau này nó xếp xếp với nhau thôi anh em ạ. Đó chính là luận kiếm S5
Rồi thì người chiến thắng cuối cùng, được chưa? Và một cái nón mà tôi thấy cũng có vài anh em hay mang vào đánh ao làng Zero Cycle ấy, đó chính là nón sự trầm mặc của anh Đan Hằng 4 sao. Bởi vì thông thường với những cái setup mà ít quái thì cái nón này khá là mạnh, nó tăng tỷ lệ bạo kích cao, nó tăng tấn công cao. Nhưng mà thông anh em mà mang vào đánh quái đông thì nó bù bù lờ mau ngay, được chưa? Nên là anh em hãy cân nhắc một chút. Thì mấy cái nón này tôi thấy là nó như nhau cả. Thế nhá, luân kiếm này, Đan Hằng 4 sao này, thuyền sao này, và cái nón người chiến thắng cuối cùng này, thì chúng nó xem với nhau. Nên là tôi nghĩ là anh em có thể dùng cái nào cũng được nhá, miễn là anh em đã nâng lên level 80. Còn cái nón mẹ này thì thực ra thì cũng được công ạ, bởi vì bản chất anh Moze anh ấy sủi rồi anh không bị đấm. Nhưng cái vấn đề là anh Moze không cần tăng tốc công ạ. Nên chung là cái nón này nó hơi bù bù nờ mau công ạ. Nên thành ra tôi không muốn nhắc đến nhiều. Ok chưa anh em? Còn các cái nón ánh sáng ví dụ giấc ngủ say mềm này thì nói chung là cũng được, nhưng mà thường thì cái nón này nó có sát thương bạo kích. Cái skill sát thương bạo kích so với cả các cái nón khác ấy thì quan trọng con này Moze này thường nó có sát thương kích cao, nên là kiểu cái hiệu quả của nó không tăng nhiều lắm. Và cái tỷ lệ bạo kích này thì thực ra là cũng được anh em ạ, cũng được. Nhưng mà anh em phải nhớ cái điều kiện kích hoạt của nó nhá. Điều kiện kích hoạt của nó là: một là anh em phải dùng chiến kỹ, hai là anh em phải dùng tuyệt kỹ. Mà nếu như mà cái đòn này của anh em mà mid ý, thì cái đòn theo sau của anh em sẽ đòn này của anh em mà crit ý, thì đòn theo sau của anh em sẽ có thể không được tăng 36 tỷ đạo kích, nên là nó sẽ mid anh em ạ. Còn tất nhiên là nếu như mà anh em chó đỏ mà anh em kích hoạt được thì nó sẽ mạnh thôi. Nhưng mà thường thì tôi nghĩ là anh em chẳng cần dùng nó này đâu anh em ạ. Anh em cầm thuyền sao cho dễ dùng không ạ? Vì nó này thường chả có ai mấy có ai có cả. Chúng ta sẽ đến với cả phần team comp anh em nhé. Thực ra là nếu mà nói về phần team comp anh em ạ, tôi chốt luôn một câu đi cho mình đỡ phải làm. Con này nó chỉ đi với cả ấy thôi anh em ạ, nó chỉ đi với team theo sau thôi. Bất kể một team nào có hành động nhiều thì Moze đều bú cả. Và tại sao tôi lại chốt nhanh như vậy? Bởi vì là thông thường Moze ở thời điểm này người ta hay đi với cả facial. Mà tôi đâu có facial anh em ạ. Ôi mày editor ơi, mày chèn cho anh con facial ở giữa này nhá. Cho nhìn cho nó uy tín một tí nhá, được chưa? Đấy, như vậy là Moze đi với cả facial là cực kỳ bùng nổ. Được chưa? Đỉnh nóc kịch trần, cờ bay phấp phới, ok nhá. Vì có facial rồi còn gì không nhìn thấy facial à? Còn thực ra ấy, trong những cái trường hợp mà anh em không chơi với cả facial thì công có thể chơi với cả Topaz được. Con Topaz hiện giờ các cặp đôi này cũng đang khá là mạnh này. Cặp đôi này đang có khả năng đi Zero Cycle Bot Aven rất là tốt anh em ạ. Lát nữa tôi sẽ showcase cho anh em xem. Còn thế thì ngoài team theo sau ra Moze chơi với team nào không thì tôi thấy phải chơi team nào không ạ? Thề chơi với team nào cả. Bởi vì thông thường ấy là con Moze này nó bị phụ thuộc hoàn toàn vào cái gọi là đội hình theo sau. Mà bởi vì theo sau có hành động nhiều thì kích hoạt được cái thiên phú của Moze nhiều, thì lúc đó Moze mới có đam. Chứ nếu mà đi cùng với những team hành động ít anh em ạ, con Moze này nó lâu đến lượt lắm công ạ, nó lâu được theo sau lắm, đánh chán lắm. Mà chưa kể là nếu như mà anh em chơi Moze ấy, thì thông thường mọi người cũng hay kẹp với cả Mach 7. Bởi vì Mach 7 hiện giờ đang là một con dương chiến kỹ, nếu không phải muốn nói là dương chiến kỹ nặng. Và Moze là một con không dương mà cũng không âm chiến kỹ, nó cộng không chiến kỹ. Nên là do đó khi anh em đi cùng Mach 7 anh em sẽ chơi rất là nhiều. Còn tất nhiên rồi, có rất nhiều trường hợp tôi bảo anh em là anh em có thể không chơi với cả những con Topaz hay facial thì công vẫn có thể chơi với Dr. Rito được. Bởi vì dù gì mà nói Dr. Rito cũng là một nhân vật theo sau anh em ạ. Có slot bảo kê thì rõ ràng là Aventurine for the win, đúng không? Con này là một con theo sau còn gì nữa. Và nếu không có Aven thì Galaxer hân hạnh tài trợ chương trình này. Bởi vì Galaxer thì nó tuy là nó không phải tin theo sau, nhưng mà Galaxer hành động nhiều anh em ạ. Và hành động nhiều thì là nó sẽ kích hoạt được của Moze tốt. Còn cái vị trí mà gọi là co đi, gọi vị trí gọi là bất di bất dịch trong cái team theo sau đi, thì đương nhiên rồi nó phải là Robin không à. Luôn là Robin anh em nhé, co của team theo sau. Bây giờ công chơi team theo sau mà không có Robin thì như chó bủ vậy đúng không? Nó phải Robin anh em ạ. Và tất nhiên ở cái vị trí này thì nó là facial này, nó là Topaz này, nó là Mach 7 này, nó là Junli này, nó là Dr. Ratio. Bất kể một con theo sau nó đều bú được không nhé. Chúng ta cùng đến với cả video anh em nhé. Hôm nay tôi vừa thịt được video của thằng em Moze con anh em ạ. Từ sâu cho công xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cả video đầu tiên. Ê, từ từ đã, bình tĩnh. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cả video đi Zero Cycle Kapka anh em nhá. Hiện giờ là cái việc Zero Cycle Kapka này đang yêu cầu tận 4 cót và có thể bỏ trấn của Robin nếu như mà có luận kiếm S10. Thực ra thì luận kiếm S10 là một cái nón ánh sáng mà nói dễ thì dễ mà nói khó thì cũng khó. Đến tôi là không có luận kiếm S10 anh em ạ. Nào, sâu cho công xem nào. Cái team này hiện giờ anh em thấy rằng chúng ta đang kẹp với cả bảo kê anh em ạ. Bảo kê là Aventurine. Aventurine mà có thể đi Zero Cycle Kapka, tôi nghĩ là một điều mà ngài Dinh có nghĩa là nằm mơ không nghĩ được anh em ạ. Rồi,
Em thấy nhá, khi mà Moze có cái vết tích ưu tiên hành động, Moze được hành động gần như là rất sớm, đứng thứ hai trong team. Và khi đó là Moze sẽ apply cái hiệu ứng con mồi đầu tiên luôn. Và khi mà anh em đi cùng với cả team theo sau chẳng hạn, em thấy không, mỗi đòn theo sau của Moze, à quên nhầm, mỗi đòn theo sau của Aventurin, nó sẽ kích hoạt một cái stack nạp năng lượng của Moze anh em nhá. Và chưa kể là con 5B này cũng kích hoạt thêm một stack nạp năng lượng anh em ạ. Như vậy là hiện giờ Moze đang là 7 trên 9 rồi, 6 trên 9 nó sẽ kích hoạt đòn theo sau anh em nhé. Nào chúng ta cùng xem nào. Phát súng đầu tiên, phát súng đầu tiên. Rồi 40k anh em ạ. Bởi vì chúng ta chưa có ulti của Robin nhé, nên đam nó sẽ hơi a đuổi một chút. Ulti luôn này, 65k anh em này. Đòn theo sau đến từ tuyệt kỹ này, 44k này. Ui, vẫn chưa có cái ulti của Robin anh em ạ. Như vậy là chúng ta đã gần như đi qua gọi là toàn bộ một cái chiêu chiến kỹ của Moze anh em nhé. Và bây giờ mới là ulti của Robin nhá. Và chúng ta đã kết thúc được con ngựa lượng tử anh em ạ. Rồi bây giờ sẽ là ulti của Robin, anh em sẽ thấy cái gọi là cái lượng sát thương nó sẽ lên khá là bùng nổ này. Thực ra là cái runway 1 này bao giờ cũng là một cái run eco anh em ạ. Nên là do đó là kiểu mọi người sẽ eco nhất có thể để mà lượng sát thương là vừa đủ, cái số lượng chiến kỹ mang sang way 2 là nhiều nhất có thể. Và đặc biệt là cái năng lượng của cả team anh em, nếu mà càng full thì càng tốt anh em nhé, full tất cả thì càng tốt. Đây, phát súng đầu tiên anh em nhìn đi, 99k được chưa, trong ulti của Robin anh em nhé. Và anh em nên nhớ giúp tôi là con Moze này hiện giờ đang cầm luận kiếm anh em nhé. Có phải luận kiếm nhỉ? Ờ đúng luận kiếm anh em ạ. Không rõ là luận kiếm về luận kiếm S3 hay luận kiếm S5 cơ. Bạn này đang hình như là có hai luận kiếm, một luận kiếm S3, một luận kiếm S5. Và tí nữa xuống bên dưới anh em sẽ thấy rằng là Moze có chấn của Doctor Ito còn kinh nữa không ạ. Rồi anh em thấy không, bạn ấy sang với Way 2 với một tâm thế của một gọi là nhà vô địch. Khi mà chúng ta có gì, chúng ta có hai ulti của cả Moze và Topaz, chúng ta có mẹ ulti của Aventurin gần full, tâm thế của một nhà vô địch đấy anh em ạ. Thực ra thì theo tôi nhận ra là cái run này nó hơi gacha một chút đấy, có vẻ như là anh em sẽ phải gacha cái gọi là dấu hiệu nợ nần của Topaz lên người Kapka anh em ạ. Ở đây nhá, phát này là chúng ta đánh Kapka anh em nhớ, kháng lôi 40% nhớ công nhớ. Và con Robin của chúng ta là không hề có E1 anh em nhanh, nhìn thấy đam 64k không? Gần 65k anh em ạ. Đây là kháng 40% nhớ. Ui, công nhìn thấy không, cái đam cái team theo sau này nó gọi là liên miên bất tận không ạ. Liên tục, thật sự là liên tục luôn đấy. Aventurin kích hoạt đòn theo sau này, Moze lại một lần theo sau nữa công này, 74k tiếp này. Phát này hình như là cũng phải gacha về cái việc là kháng hiệu ứng đấy, bởi vì dù gì mà nói thì con Aven của anh em cũng cung cấp đến 30% kháng hiệu ứng rồi, nên tôi nghĩ là ổn anh em ạ. Ủa anh em thấy không? Trong một chiêu chiến kỹ của Moze, chúng ta đã bào được tận 86% đam của 86% đam của Kapka anh em ạ, 86% máu Kapka anh em ạ, ghê chưa? 50% à? Tôi nói cái gì mà 50%? Ủa? Hold on. Tôi nói cái gì 50% anh em nhỉ? À, kháng của Aven. Ồ, quên công ạ. Kháng Aven 50%. Ê, tôi nói 3% nhỉ? Sao tôi nói 3% công nhỉ? Quên. Không, thực ra thì nó là 3% đấy anh em ạ. Thực ra nó là 3% đấy công ơi. Cái này là một kiến thức hơi nâng cao một tí. Tuy là mình vấp nhưng mà nó không vấp lắm anh em ạ. 50% kháng hiệu ứng anh em ạ. Thực chất là nó là 30% của giúp cho anh em không bị CC anh em nhé. Nếu như con Moze này không có tí kháng hiệu ứng nào, bởi vì do ấy là cái bọn bot này nó có chính xác hiệu ứng anh em ạ. Nên là khi mà nó kết hợp chính xác hiệu ứng của nó, nó áp dụng vào cái con một con nhân vật của anh em mà có kháng hiệu ứng, thì cái hiệu quả gọi là CC nó cũng tăng lên đáng kể đấy không ạ. Tuy là vấp nhưng mà không hề vấp nhá. Ấy ở kinh chưa, 200 EQ đấy. Anh này văn vở à. Rồi, ui. À, chúng ta vẫn còn một lượt ulti Robin cuối cùng anh em ạ. Thực ra thì cho nhiều anh em biết rồi, con Robin này nó mạnh là bởi vì là đây, thông thường là cái lượng sát thương của nó rất bùng nổ ở những cái gọi là lần ulti cuối cùng. Và khi lần ulti cuối cùng này anh em sẽ có hai ulti
Tiếp theo đó chính là ulti của Topaz và ulti của Muze anh em ạ. Anh em có thấy rằng là hiện giờ là với cái lượng sát thương như thế này, thấy không, thấy không? Không thấy không ạ? Tôi tua lại cho anh em xem nhé. Khi mà đó không phải là Kafka nữa không ạ, mà đó lại là một con chó máy có điểm yếu lôi, ulti 126k, theo sau gần 100k. Ok chưa? Theo sau 105k. Là công đủ hiểu rồi đúng không? Mà chẳng qua Kafka nó kháng hiệu ứng hơi nhiều thôi. Không phải kháng hiệu ứng mà là kháng lôi hơi nhiều thôi. Nên ra đam vào nhìn nó hơi bé bé một chút không ạ. Nhưng mà có điểm yếu lôi cái là mẹ nó vã cho như con vậy. Rồi, như vậy anh em phải thấy rằng hiện giờ khi mà chúng ta kết thúc Kafka, chúng ta có năng thừa một lượt của 5 bi có cường hóa, và chúng ta có thừa một lượt của Topaz có thể dùng chiêu E anh em ạ. Nên là có thể nói đây là một run thừa đam khá là nhiều. Và như anh em thấy rằng là rõ ràng chúng ta có thể zero cycle Kafka với 4 cost, và anh em có thể tối ưu thêm cái chấn của Robin nếu mà anh em có luận kiếm S10. Tức là chúng ta mất 3 cost anh em nhé. 3 cost đó chính là con Topaz, đó chính là con Aven và chúng ta chính là con Robin anh em ạ. Được chưa, được chưa? Rồi, một chút chỉ số không? Tôi cho anh em xem một chút chỉ số của team này nhé, trước khi chúng ta đến run thứ 2 nhé. Nào, tôi nhanh công này. Rồi, anh em thấy được không ạ? Đây là một con Moze 88 tỷ lệ bạo kích, 159 sát thương bạo kích và 2k7 tấn công anh em ạ, đang cầm luận kiếm nhá. Để luận kiếm 3 công ạ. Đấy, đây chính là cái lý do bạn ấy mà có luận kiếm 5 là đủ đam rồi đấy, mà không cần chấn Robin đâu. Rồi này, nhưng mà Moze phải là E6 anh em nhá. Được chưa ạ? Xét chưa? Công nhìn thấy xét chưa ạ? Nó phải là tiên phong nước trong anh em nhá. Mà tất nhiên rồi, bạn ấy đang có một bộ cầu dây có thể là chỉ số cao này, bạn cầm luôn anh em ạ, không cần phải gọi là xét đun đu reo cái đéo gì cả. Rồi này, tinh hồn 6 anh em này. Topaz cuồng này. Rồi này. Aventurine, nón chấn của Zipat này. 50 tỷ lệ bạo, 100 sát thương bạo, 135 tốc, 4k, 3 phòng ngự này. Và cuối cùng Robin anh em nhé, con Robin đang có chấn không ạ, nên thành ra đam nó tốt. Con này mà không có chấn anh em sẽ phải bù đắp bằng gì? Anh em sẽ phải bù đắp bằng ấy đấy. Mặc dù là có tinh hồn 1 chứ không kích hoạt anh em nhé. Anh em sẽ bù đắp bằng cái luận kiếm nhé. Rồi, tiếp theo đi. Chúng ta sẽ đến với cả cái run tiếp theo. Đó chính là run của Moze. Cũng với team com đó anh em ạ. Cũng với team com đó. Nhưng mà trong team này là chúng ta sẽ phải đầu tư thêm một cốt. Chúng ta sẽ phải đầu tư thêm một cốt đây em ạ. Nếu tôi không nhầm thì trong team này là Moze sẽ phải cầm chấn của Dr. Ratio. Chứ nó không có cái chuyện là bỏ chấn của Robin thì luận kiếm S10 đâu, luận kiếm S10 con nào cầm. Đúng không? Phải là chấn Dr. Ratio anh em ạ thì mới đủ đam nhá, của con Aventuri này là một con cực thực sự là khó chơi. Trong trường hợp này thì Ruby không có E1 anh em ạ. Ruby bạn ấy không kích hoạt E1 đâu. Bạn ấy không muốn mất quyền công dân. Được chưa? Mở thế. Oh, run này là run của Mozecon anh em ạ. Bạn này chạy ở trên ạc của ABC thì phải. Nào, xem bạn ấy clear đợt wave 1 như nào anh em nhé. Và tôi nghĩ chú trọng là chúng ta sẽ nằm tại wave 2. Chứ cái wave 1 này thường là dễ, rất dễ với cả team theo sau. Và anh em thấy không? Thực ra cái bọn team theo sau này ấy, nếu như mà anh em nhận ra một điều ấy, là tuy chúng ta hay nói với nhau câu chuyện là cái bọn theo sau này thường sẽ đưa được mục tiêu, nhưng mà nếu anh em để ý rất nhiều run ấy, bọn theo sau này nó rất mạnh. Nó vẫn rất mạnh khi mà nó chơi đông quái. Rõ ràng đây là 4 con anh em ạ, mà nó vẫn làm tốt. Anh em nhé. Bởi vì do cái bọn này nó có lần hành động nó nhiều anh em ạ, đam của nó kiểu nó chia thành nhiều đợt ấy, nên là cái việc mà kết thúc quái đối với chúng nó cũng khá là dễ. Và chưa kể là nó hay đi cùng với cả Robin nữa, mà con Robin nó cũng có khả năng gây đam anh em ạ, nên do đó là ui ông thấy ông ạ, chả cần Robin Robel gì cả, đam mẹ mỗi con 50k đúng không, 3-4 lượt hành động nó cũng được 150k rồi, thì mấy con tinh anh này rất dễ chết không ạ, với con quái nhỏ này 90k nó cũng rất nhanh chết không ạ, do hành động của nó quá nhiều.
Anh em nhìn nhận đây là không phải có face sale gì đâu nhá. Đây chỉ là một cái team theo sau. Gọi là chúng ta chơi Moze ở vị trí face sale. Chúng ta chơi Moze ở vị trí Dr. Ratio. Anh em thấy chưa? Mẹ Aventurin mẹ thả gạch. Mẹ cũng có đam to không ạ? À? Còn con Aventurin này thực ra là nó còn không cầm chấn không ạ? À? Thấy chưa anh em thấy không? Chúng ta kết thúc Wave 1 với gì? Chúng ta kết thúc Wave 1 với thừa rất nhiều đam anh em ạ. À. Đây. Một lần theo sau của Moze, một lần Topaz. Topaz này không chấn anh em ơi, Topaz này không chấn. Rồi này. Em thấy chưa? Nó chỉ cần có điểm yếu lôi anh em nhá. Là đam bắt đầu lên 158k tuyệt kỹ anh em nhá. Và thông báo với anh em đây là cầm chấn Dr. Ratio nhá. Và đó là 7k à, mid à? Ê phát này như mid đúng không? Sao đam bé vậy? Mid thật không? Đang định khoe với công cay thế nhở? Mẹ cay thật sự ấy. Con này bao nhiêu tỷ để bảo vẫn mid không? Nhìn cay chưa? Lỗi anh em nhá, chạy lỗi nhá, chỗ này chưa sâu cây vậy, chỗ này hoàn toàn là lỗi này. Đây phát này mới là đây rồi. Nà nó. 128k anh em nhá, anh em thấy chưa? Nó khác gì Dr. Ray tôi ném phấn đâu. Mà thậm chí ấy, là cái tần suất theo sau của nó còn nhiều anh em mà. Thậm chí tần suất của nó anh em nhìn này, phát nữa này. Phát nữa này, 100 bao nhiêu k? 126k tiếp công ạ, à? Ghê chưa? Thật sự là kinh khủng khiếp đấy. Rồi, chúng ta sang với cả phase 2 xem nào. Phase 2 hiện giờ anh em thấy rằng chúng ta vẫn còn khá là nhiều lượt. Đúng không? Và chúng ta vẫn còn ulti của Robin anh em ạ. Chúng ta cùng xem là kết thúc như thế nào nhá. Rồi. Rất quan trọng cái việc là Moze sẽ cần phải được hành động đầu tiên. Bởi vì là hiện giờ Moze chúng ta đã hết cái trạng thái con mồi rồi. Anh này không sủi. E có 59k đam này. Ui. Con Topaz này anh em ạ. Heo nó sấy 123k. Đấy tôi bật mí anh em một chút là có thể nhiều anh em biết rồi. Nhưng mà cũng thể nhiều anh em chưa biết. Là con Aventurin này anh em ạ. Nó tuy là nó không có điểm yếu hỏa. Nhưng mà nó lại không có kháng hỏa không ạ. Nhiều người đang đồn rằng là do anh Liêm này anh ý tim lỏ bà Topaz quá. Nên là do đó là tuy là anh em không có điểm yếu hỏa nhưng anh cũng đéo có kháng hỏa luôn công ạ. À. Hài hước chưa? Nên thành ra anh em mới thấy là đam Topaz nó to kinh dị như vậy. Anh này là 132k. Ui. Ui. Anh này sấy 132k, Topaz sấy 124k công ạ. À. Ulti 180k. Holy shit man. Tiếp tục. Ui. Vẫn còn đam anh em nhá, vẫn còn đam nhá. Có vẻ vẫn còn đang dư đam một chút này công này. Đúng không? Vẫn còn đang dư đam một chút của Topaz này công này. Ui. Kinh dị không? Tất nhiên đây là cái câu chuyện mà tôi đang muốn nói anh em về câu chuyện là Moze anh em có thể chơi thay được vị trí của Faisal, anh em có thể chơi thay được vị trí của Junli, vị trí của Dr. Ratio. Nhưng mà thường chơi cái trường hợp này anh em muốn mạnh như thế này ấy, thì anh em sẽ phải có đầu tư. Nhất là về tinh hồn, thứ hai là về vết tích và thứ ba là về mặt chỉ số. Mà đặc biệt là anh em nhìn thấy 130 mấy k kia anh em ạ. À. Nó đến từ việc con Faisal này nó Moze này nó cầm chấn của Dr. Ratio anh em ạ. À. Và đây chính là cái thứ mà làm nên cái sức mạnh của Moze mạnh như vậy anh em nhé. Còn tất nhiên trong nhiều trường hợp mà hiện giờ anh em không có điều kiện ấy, anh em chỉ cần có tinh hồn 2 thôi mọi người có thể chơi với cả Faisal rất là dễ. Còn tất nhiên là tại sao tôi không show cho anh em cái video mà đi cùng Faisal bởi vì nó có quá nhiều trên mạng. Em có thể lên YouTube, anh em tìm, ui, nó nhản trên mạng không mà. Nó mạnh điên luôn ấy. Nhưng mà tất nhiên nó dành cho những người có face sale, tôi đéo có face sale không mà nên tôi cũng không sâu cho công face sale luôn. Được chưa? Thanh chín chưa? Rồi nhìn chỉ số anh em nhá. Hiện giờ là Moze tinh hồn 6 này là 88-179 3k tấn công. Ê. Bạn này cầm quân 6 mà tôi đang cầm quân 9 anh em ơi, quân 9 thêm được 12 tỷ lệ bạo nữa cơ. Nên là tôi sẽ không bao giờ có cái trường hợp giống như phát vừa rồi Moze hụt crit nhá. Tôi không thể hụt crit được anh em ạ. À. Được chưa? Tôi không thể hụt crit. Nhưng E6 của anh đâu à? Sắp có E6 rồi. Cái ngày mà tôi có face sale sẽ là cái ngày mà tôi có E6 anh em nhá. Được chưa?
Rồi, còn chỉ số các con như vậy như nhau thôi anh em ạ, không có gì khác biệt cả. Robin vẫn thế anh em nhá. Vẫn là tinh hồn 1 nhưng mà không kích hoạt anh em nhá. Chỉ quan trọng là con Moze này anh em sẽ phải ấy thôi. Con Moze này anh em sẽ phải có chấn độc tray tiêu thôi anh em ạ, đó là cái key. Bởi vì con Aventurine này phải thật sự với cả mọi người là máu khá trâu anh em ạ. Đấy. Chỉ số mọi người nhá. Và tôi nghĩ rằng là đó cũng là tất cả những gì tôi có về Moze ở thời điểm này, anh em nghĩ sao? Mọi người đã có Moze em ấy rồi. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem video đến đây. Và nếu thấy video này hay hãy để lại cho tôi xin một like cũng như một đăng ký kênh nhá. Một lần nữa chúc anh em sẽ có cho mình Moze E6 thật sớm mọi người nhá. Và nếu có những cái gì đấy mà kiểu tôi đang chưa đề cập đến thì anh em hãy để lại ý kiến của mình tại phần bình luận nhá. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người trong những video tới nhá. Thank you anh em và cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người nhá.